Những ngày qua, hình ảnh đôi vợ chồng chở theo 15 chú chó trên xe máy từ Long An về Cà Mau tránh dịch được cộng đồng mạng chia sẻ. Trên chuyến hồi hương đặc biệt ấy, các chú chó ngoan ngoãn theo sự sắp xếp của bố mẹ, không ngo ngoe quậy phá làm cản trở tay lái. Khi tấp lại bên đường nghỉ ngơi, các chú chó thân thiện khi được người dân xung quanh vuốt ve, nằm yên lắng tai nghe mọi người hỏi thăm bố mẹ mình. Tối mùng 9 tháng 10, cộng đồng mạng truyền tai nhau việc gia đình nhỏ đã về đến nơi an toàn. Tuy nhiên từ đây cũng xuất hiện thông tin 15 chú chó bị tiêu hủy khi vừa về đến quê nhà Cà Mau. Thông tin này khiến không ít người xót xa bởi theo thông tin trước đó, sau khi ông Hùng phải vào khu cách ly thì đàn chó đã được giao cho người nhà chăm sóc khiến mọi người yên tâm phần nào. Tài khoản Hà Nội chia sẻ: "Tôi rất khi hay tin 15 chú chó bị mang đi tiêu hủy khi về đến Cà Mau sau hành trình dài vất vả cùng anh chị chủ đi xe máy cà tàng từ Long An về Cà Mau. Trong số hàng trăm ngàn người dân về quê bằng xe máy, tôi thấy cặp vợ chồng anh là có tinh thần lạc quan nhất." Anh chị chia sẻ: "Mất hết thu nhập phải về quê nhưng anh chị quý đàn chó, thương chúng mà đem về. Hãy nhìn vào hành trang của họ, không có gì ngoài xô cũ, hộp nhựa cũ kỹ và đàn chó nhưng họ vẫn tươi vui dọc đường về. Tôi tin họ có niềm vui và tình yêu thương từ đàn chó. Đó là năng lượng sống của họ. Giờ đây chút niềm tin, năng lượng sót lại trong hành trang đường về nhà bị mang đi tiêu hủy. Thật khó tưởng tượng được cảm xúc của hai vợ chồng ấy. Với tôi, người dân mà tôi cảm giác nghẹn ít hầu. Xem lại hình ảnh những chú chó sát cánh bên chủ khi vượt quãng đường xa về quê Cà Mau. Nhiều người bày tỏ xót xa cho những chú chó đáng thương và đồng cảm với tâm trạng của vợ chồng cô chú khi bất ngờ mất đi 15 người bạn trung thành. Sáng ngày 10 tháng 10, trao đổi trên báo Pháp Luật và Bạn Đọc, đại diện chính quyền xã Khánh Hưng xác nhận đôi vợ chồng ông Phạm Minh Hùng, 49 tuổi, đi từ Long An về đến Cà Mau ngày 8 tháng 10, có đem theo 15 con chó và một con mèo. Anh Hùng này ở trên Long An, quê Cà Mau. Trong thời gian sàng lọc, cả gia đình theo về bị dương tính hết, mà chó mèo anh này đem về khu cách ly, chạy tới chạy lui hết, mang vào cả trong phòng. Nên anh em trong khu cách ly yêu cầu nhốt lại, hoặc là liên hệ xem có ai thì bảo anh mang đi cho, nếu không thì sẽ phải mang tiêu hủy. Rồi cuối cùng thì không có ai mang cho, anh này mới tự bắt bầy chó đem bỏ vô bao, đồng ý tiêu hủy trên tinh thần tự nguyện. Sáng hôm qua, mùng 9 tháng 10, bầy chó đã được tiêu hủy để phòng ngừa dịch bệnh. Chúng tôi đang yêu cầu địa phương rà soát, báo cáo về các quy định, quy trình thực hiện ra sao, chính quyền xã Khánh Hưng thông tin.